Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã phát hiện bắt giữ một chiếc xe tải chở hơn 1,3 tấn thịt chim cút bẩn vào chiều ngày 21 tháng 2 năm 2014. Khi đó, tổ kiểm tra liên ngành chốt chặn trên quốc lộ 1A, quận Thủ Đức thì thấy chiếc xe tải mang biển kiểm soát 51C23753 do tài xế Nguyễn Minh Tâm, 24 tuổi, nhà ở huyện Bình Chánh điều khiển, đang chở 21 thùng xốp, đựng 5.020 con chim cút làm sẵn với tổng trọng lượng 1.302 kg. Tất cả đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tài xế Lâm khai nhận lô hàng này được lấy từ chợ Sạc, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đưa về tỉnh Bến Tre tiêu thụ. Khi hàng đưa qua cầu Rạch Miễu 500m thì sẽ có người đón hàng xuống. Bà Đặng Thị Tuyết, trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cho biết, cả nước đang trong đợt cao điểm phòng chống dịch cúm gia cầm nên công tác chống lại nguồn thực phẩm bẩn là rất cấp bách. Lô hàng thịt chim cút bị bắt giữ sẽ được lấy mẫu để kiểm dịch lại. Nếu có biểu hiện dịch bệnh không an toàn với sức khỏe con người sẽ tiêu hủy ngay lập tức.